Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có hình lăng trụ, đây không phải là lăng trụ đứng, cho nên mọi người hãy cẩn thận nha. Có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Trong đây chúng ta thấy rõ A' bằng A'B bằng A'C, có nghĩa là A phải cách đều A, B, C. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sử dụng tính chất của tam giác vuông cân. Thì chúng ta nhớ ở toán của lớp 9, khi mà từ điểm này kẻ một đường vuông góc lên đây, thì nó sẽ đi qua trung điểm. Và tiếp tục, mình gọi đây là H, là hình chiếu của A phải xuống mặt phẳng ABC. Thì góc ở đây và góc ở đây sẽ bằng nhau. Vì A phải cách đều ABC, cho nên H chính là hình chiếu nó sẽ nằm ở trên đây. Như vậy, nếu mà mình nhìn hình đó, thì chúng ta sẽ có cái mặt phẳng, đó chính là BC, C phẩy, B phẩy. Nó sẽ nghiêng ra bên ngoài. Mặt phẳng đó có nghĩa cái góc của nó nằm vị trí này nè. Nó nằm lệch qua ở phía ngoài, bên đây, chứ không phải nằm bên trong của mặt phẳng. Cho nên khi chúng ta vẽ hình, nó sẽ ra như thế này. Như vậy, mình đặt ở đây điểm H nha. Từ H, mình nối lên vị trí bên đây. Thì chúng ta sẽ có H'. Tại vì góc của mặt phẳng, mình kéo dài ra nha, cho dễ nhìn. Thì cái góc mà 30 độ để nối ở đây á, thì nó nằm ở vị trí bên ngoài. Thì cái góc vào trong mặt phẳng này nè, thì chúng ta sẽ lấy 180 độ, mình trừ 30 độ, thì chúng ta sẽ ra 150 độ. Bây giờ mình vẽ cái đường Đức Phúc nha. Thì bây giờ trong trường hợp này, mình sẽ đặt AB và AC là X, tại vì đó là tam giác vuông cực. Bây giờ BC á, sử dụng phương pháp Pythagore. BC bình phương sẽ bằng AB bình phương cộng với lại AC bình phương. BC bình phương sẽ bằng X bình phương cộng X bình phương bằng 2X bình phương. Như vậy, đặt căn bậc 2 cho hai bên, chúng ta có BC sẽ bằng X căn 2. Như vậy, cái đoạn AH này nè bằng 1 phần 2 của BC. Bây giờ mình vẽ cái hình bình hành nha, sẽ dễ tính toán. Ở đây có góc vuông nè. HA thì chúng ta có x căn 2 chia cho 2. Ở đây là A để đó cho. Chúng ta biết góc ở đây là 150 độ. Như vậy góc đối diện của hình bình hành chính là góc 30 độ. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức là cos 30 độ. Đó chính là cạnh kề chia cho cạnh huyền.
Như vậy chúng ta sẽ tính ra được x sẽ đẩy cái con a này lên chia căn 2 chia cho 2. Thì chúng ta ra kết quả là a căn 6 chia cho 2. Bây giờ chúng ta tính luôn cái đoạn A'H chính là chiều cao của cái khối lăng trụ này luôn. Chúng ta sẽ có là sin 30 độ cạnh đối chia cho cạnh huyền. Bằng a chia cho 2. Như vậy sau khi chúng ta đã có x có a chia cho 2, bây giờ chúng ta có thể tính thể tích luôn. Thì chúng ta sẽ có là h nhân với lại h. Thì chúng ta tính diện tích của tam giác là 1/2 x bình phương. Thì chúng ta có x là cái cục này. Và a chia cho 2. Chúng ta ra 3a bình phương chia cho 8. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.